Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, hello, chào mừng trở lại với kênh channel của Sao Lại Sao Nấy Lo mọi người nha. Trời đất ơi, hôm nay là một ngày rất đặc biệt nha, biết sao không? Tại hai người này leo đầu tôi nè, đã được lần đầu tiên cho cuộc đời leo đầu lên cổ tôi. Tại vì sao lại nói vậy? Tại vì mọi người đứng trên cái đầu của tôi nè, sinh tồn một lóc đầu Sammy. Oh my god, trời ơi trời, lần đầu tiên. Oh my god. Trời ơi, đây là lần đầu tiên, lần duy nhất không được leo đầu tôi, hiểu không? Đang dập đầu của Sammy kìa, cái gì trời? À. Nè nha. À, dám nhầm đầu tôi hả? Trời ơi, ông biết tôi là cái gì không? Tôi là nóc nhà đúng không? Trên gọi là TikTok, trên mạng mấy bạn bảo tôi là nóc nhà không? Ông là cái gì nhà nhà? Ông là gì ta? Ông là cái thân nhà là... Ui, ui xịn nhờ, wow. Được nha, nóc được nhà. Được nha, đó. Đây, từ từ, ui, đây, ui. Bây giờ tôi đang cầm cái đầu của tôi, mọi người ơi. Nhìn cực thật là kinh dị đây. Đặt ra. Ê, nhìn là mọi người, Sammy đang đứng cùng với lắp Sammy, nhìn ghê quá. Oh, trời ơi, thật là đặc biệt. Nhìn gớm quá. Gớm. Ê, ông nói gì, ông nói gì, ông nói gì? Ông nói tôi gớm hả? Tôi có nói gì đâu, trời ơi, tôi không tin được luôn á. Ông thấy cái lắp này sao? Thử phân tích coi lắp này sao, lắp này sao. Lắp này đẹp, lắp này đẹp. Đúng rồi, đẹp. Đúng rồi, đẹp như tôi vậy đó mọi người. Thì hôm nay mình sẽ 24 giờ sinh tồn một lắp trên đầu Sammy. Nếu cái video này đạt được 20k like, Sam sẽ sinh tồn trên đầu Phong Cận. Mọi người ơi, lên cố gắng nha. 20k like, tôi đứng trên đầu Phong Cận, trời tức quá. Bây giờ Phong đang đứng trên đầu tôi không chịu đâu nha. Rồi. Sam ơi, Sam nhìn kìa, có con heo đứng trên đầu Sam kìa. Đâu. Ê bây giờ ai lên đây ngồi là đứng trên đầu tôi hết trời. Bây giờ leo đầu lên cổ tôi đó sống hết là sao vậy? Thật là đáng sợ. Heo con ơi, đi vô đi em. Giờ rất là không có miếng thịt ăn đâu. Rồi bây giờ mình làm gì đi? Trời ơi, tỉnh ra biết mà biết sao không? Trời ơi, sinh tồn cái này trời nó lạ lùng mọi người ơi. Đó, sinh tồn trên cái đầu của bản thân mình mọi người ơi, kỳ cục lắm mọi người. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ cố gắng mở ra một cái khu đất này. Đúng rồi. Có thể luôn đây. Mọi người. Hình như nó chỉ có ở cái lóc đất thôi mọi người ơi. Hình như lóc đất là nó biến thành cái đầu mình. May quá mới cái lóc đất thôi chứ về sau lóc dần gì nó cũng là cái đầu mình, nó ghê lắm mọi người, là sinh tồn Sammy luôn mọi người. Trời ơi. Dễ lắm luôn á mọi người. Rồi đây đây ra ra. Ủa con gì bắn tim tụi vậy? Nè coi nè, tôi trồng cây trên đầu xanh. Là em Sammy đầu đất. Ồ là em chỉ mọc cái mầm cây thôi, chị mọc nguyên cái cây luôn. Ồ tí nữa em nha, nguyên cái đầu chị mọc cái cây luôn. Trời quá trời, ui cái này là lên level đúng không? Người ta gọi là Sammy đầu đất á Sam. Rồi bây giờ để tôi đào cho, để tôi đào cho. Em sao heo này nhìn tôi hoài vậy? Sao nhìn chị hoài vậy em? Trời em hiểu rồi. Cái mặt đẹp nha. Ồ tại vì đây là heo là Phong Cận này, Phong Cận nhìn chị thèm nè em. Ôi có heo. Tôi lộn, ai quánh đâu. Rồi, ê, bây giờ mà cái cây này mình nảy mầm nó vui nè. Trời trời, Sammy đây là người đầu tiên trong Minecraft gọi là đầu nảy mầm mọi người. Mà thường thường cái đó gọi là gì ta, học dốt đúng không? Học dốt mới đầu nảy mầm đúng không? Ngày xưa tôi đi học á, mà gọi là mấy cái bạn mà học dốt trong trường á, thầy cô hay gọi là gì ta, đầu mọc mầm á, đầu trồng lúa được luôn cái kiểu thế. Trời ơi không, kiểu đầu đất mọc mầm kiểu đây đúng không? Đó, có bạn nào từng nghe câu đó cho đừng quên comment vì sao biết nghe từ Sam hồi nhỏ. Sam nghe gì ta, đầu đất mọc mầm á, đó là không có thông minh á. Đó rồi, ui hai con heo thông minh hả? Đầu em cũng mọc mầm cây. Ủa em nghĩ thông minh em. Ủa em nghĩ thông minh à? Cái mầm cây của em là mầm cây đột biến, rồi mầm cây bình thường nha. Ok, rồi cái mầm cây mọc ra cái gì xem? Cái giống gì ở chị trồng cái cây gì đây? Cây còn mầm cây em ra cái gì? Nói ra đây. Mầm cây của em thì nó vẫn là mầm cây, cái nó không mọc ra gì hết trơn á. Trời ơi, rồi xong luôn, cái mầm cây nó bị thúi trên đầu xem. Em bị thúi. Đúng rồi, bị thúi là nó không có mọc ra em. Chứ sao nữa, để tôi nghe cái câu chuyện này, để tôi. Trời ơi, mà mới cái này. Ôi trời ơi, nguyên con bò sắp ra rồi. Trời ơi. Bé bò đứng như dân nha, lát nữa chị vắt à không làm xong. À vắt sữa được mà. Vắt sữa được. Lấy xác á mọi người. Ok. Thì bây giờ mình sẽ sinh tồn thêm một đoạn nữa nha để cho chị tôi nhanh tiến độ cho mọi người. Ok, đợi tụi mình một xíu nha. Woo! 1 hour later. Sau một khoảng thời gian gọi là cày bườm vất vả, tụi mình đã thu hoạch cho tụi mình một con bò, hai con heo, một con cừu, một con gà. Trời ơi quá là cực khổ luôn. Cái gì mà sinh tồn mà chúng không có cái giá trị. Đây để tôi có hai xô nước. Bây giờ tôi sẽ đi trồng lúa trong này. Ok, cái loại mầm đầu tiên trong này. Ủa Sim ơi, em có cái miếng xương không để cho cái cây này lớn? Cái cây dìm trên đầu nó thúi rồi nè em. Nó không hẹp, nó không thể mọc cây luôn. Hãy nhìn em đây, úm ba la. Trời ơi, gì vậy vậy? Trời ơi, Sim đè cây chết mòn. Trời ơi, Sim hại tụi mình mọi người ơi, đáng sợ quá Sim ơi. Em có phải là người bên ngoài đúng không? Đang muốn hãm hại chị Phong đúng không? Chứ sao? Cái mầm cây để nó thúi quá cả, nó không chịu mọc cao chứ bò. Trời ơi. Cái mầm cây luôn á. Cái mầm ơi Sim ơi, Sim cúi đầu xuống mình lấy cái mầm cây lên đầu Sim mình trồng. Đây bây giờ Sam sẽ trồng cây ở trên này nha. Trời ơi, bây giờ tôi sẽ đào cái đầu tôi mọi người ơi, đáng sợ quá. Bây
giờ tôi sẽ đào cái đầu của tụi gà sẽ ra coi. Vô duyên quá à. Đây, em bây giờ để tôi. Ê, ai có gỗ đưa gỗ tôi để tôi làm cái cuốc coi. Cái gỗ rồi. Nè, gỗ nè, tôi đây nè. Đây đây, cảm ơn rất nhiều. Đây bây giờ mình sẽ làm cái đầu tiên trong này là mình sẽ là chùm lửa mọi người ơi. Đây. Rồi, ế có đủ không ta? Ế vừa đủ luôn. Trời ơi, thần kỳ chưa? À không, còn dư. Đây. Rồi, bay xem ơi. Xem ơi. Đây, ứng con gà đây. Xem. Cái gì? Đó. Cái chi? Xem mi có cảm thấy đói bụng không? Đói hả? Đói bụng đúng không? Đây, hãy nhìn nè. Sammy ơi, tôi có hoa tặng cho Sam nè. Ủa, cảm ơn nha. Ủa là sao? Ngon không Sam? Trời ơi. Đẹp. Chấm cơm hả? Cái gì vậy? Gì Phong, nhiều đồ hả? Trời ơi, Sam ơi, mất hết đồ rồi. Cho em cái xô nè, cho em cái xô nè. Ai vẽ chi? Người tôi toàn là sách, toàn là đồ công. Rồi, bây giờ nè, mọi người em lặng khoảng khắc lịch sử rồi. Bây giờ Sam sẽ lấy cái cuốc rồi Sam đập vào mặt Sam nè mọi người. Để coi có ra gì nè, Sam nhìn nè. Không đi, nhìn tới đây nhìn. Khoảng khắc lịch sử nè. Đây, tôi sẽ thử cào cái mặt tôi có ra gì nha. Đây thử coi. Ui. Không có gì đâu. Ôi, ghê quá. Trời ơi, tôi cào, gọi là tôi cào đầu tôi nè mọi người ơi. Trời ơi, đáng sợ quá. Ê, coi có hạt giống gì không? Hạt giống mềm mềm nha. Mày đánh tôi rơi dưới mất hết trơn. Tôi lượm được một số cái rồi, xin lỗi được trời. Ê lượm, ê xem lượm nhiều quá ha, lượm được 3 hạt, nhiều quá trời luôn. Nhiều lắm rồi, 3 hạt quá nhiều lắm. Rồi ok, bây giờ mình đã trồng lúa được rồi, thành tựu trồng lúa của mình. Bây giờ còn trồng cây đâu ơi. À đây có cây, có mầm cây đây. Cây mất hết rồi. Trời ơi, Sim bây giờ vì một chút tức giận của Sim bây giờ tụi mình bán gia bài sản không còn cái gì trắng tay về số 0. Chứ sao? Gọi là tán gia bài sản. À, bán gia. Tán gia bài sản. Mệt rồi mà soi người ta nó mệt người ta không biết được chưa. Rồi bây giờ tôi sẽ xây một ngôi nhà bằng cái mặt của tôi. À trời ơi, bây giờ hãy gọi tôi là tôi nhà giàu. Chứ sao? Rồi bây giờ. Heo này mày đi ra ngoài cho tao lấy cái sản cái đâm đít mày vào cái đó thấy không? Mệt quá. Người không nói chuyện, nói chuyện với heo chi vậy trời. Tôi nè, nói chuyện đi. Thôi Sam ơi, tôi lấy sữa bò nè. Gì đâu? Ui xịn nhở. Ui cảm ơn nha. Ủa sao cái gì cũng cho tôi không cho Sim vậy? Ủa Sim sao? Không cho Sim đâu. Thôi Sim à, Sim thì mình sẽ cho Sim uống sữa heo nha. Sữa heo mà Sim. Trời ơi quá. Nè nha, uống sữa heo. Ui trời ơi, cái cây đâu ra cao vậy? Giữa cái này nè, đẹp nha. Cây cái cảnh đẹp nha. Sim ơi, đẹp nha, đẹp nha. Nè tôi nói cho Sim với Sam nghe nè. Sao, lúc sao? Mà tôi còn nhỏ mấy người biết tại sao tôi cao vậy không? Sao biết tại tôi biết nè. Cái này hồi xưa là mỗi lần cô giáo tôi nói trời ơi bạn này cao là do uống sữa voi, uống sữa khư cô cổ mới cao đúng không? Đúng rồi, ngày xưa là mẹ tôi cho tôi uống sữa khủng long nên tôi mới cao vậy nè. Ê Sim giỏi nè. Hóa ra nếu mà ông uống sữa khủng long cái cổ mới dài chứ sao ra cái gì ông dài. Cũng là cái cổ dài đó không? Sữa khủng long cho nên là tôi mới viên tôi cái mới cao vậy hiểu không? Bây giờ là Simmy à, Simmy uống sữa heo đi à, Simmy sẽ mập hơn. Ê, cho tôi cái cúp đồng ơi. Em mới mập như vậy chứ, tưởng uống sữa heo hay uống sữa khủng long hả? Chà. Ủa, okay. Nếu mà tôi mập vậy thì tôi uống sữa heo thì chắc cây uống sữa hà mã ha. Rồi nha, trời ơi, cây mà xem được clip này là cây buồn nha. Bạn thân mà che nhau béo mập, trời ơi. Trời ơi, được không em? Biểu bà Sim bà chơi tôi, bây giờ tôi phải chơi người yêu bà. Ủa, thì tôi chỉ bảo tôi tưởng uống sữa heo thôi. Ủa gì vậy? Ê, còn gì mới không? Còn gì mới không? Sao hồi chưa gần mấy chục phút rồi mà được mấy cái vậy? Có gì không? Là bị chết bởi vì nó bị mắc kẹt trong cái cây và có một cục len hết. Trời ơi, nhiều quá ha. Tưởng cho cái gì quỷ bảo lắm. Trời, Phong ơi, đào được cái gì chứ? Hồi chúng đào quá trời, không có gì hả? Đâu? Sao? Sam xây nhà của Sam. Sam xây nhà của Sam ở giữa hai cây nè, đẹp nè. Ồ đẹp nè. Ui cái view gì đẹp vậy? Ai trồng cây đẹp nè. Trồng 10 điểm đó. Hai cây hai bên như hai cục đỉnh đó mọi người, quá đẹp luôn. Tôi trồng ra không bỏ công sức tôi gọi là bón phân cho nó rồi bây giờ mấy người bảo là mấy người sai. Trời ơi, cần gì xin mấy bón phân giờ tôi kêu mấy bạn heo lại chỗ đó cho mấy bạn heo ăn cho no, mấy bạn heo tự bón phân luôn. Trời đất ơi, thiệt tình. Quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Đây rồi. Bây giờ mỗi người một việc. Bây giờ tôi xây nhà rồi Sim trồng cây, trồng lúa vậy đó đi cho đẹp. Em ngồi chưa cái qua cho nó trồng lúa nè. Vậy hả? Ồ vậy luôn hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi. Vậy hả? Sinh tồn 100 quá ta quá 180 phút bị lú luôn vậy đó chị. Ôi lúa mặt nè. Ui cái mầm lúa đầu tiên. Vậy hả? Ôi Sam ơi, mấy bạn heo khen Sam dễ thương nè. Kêu Sim xấu. Ủa gì vậy? Trời mấy heo khen tôi đẹp, cái này nó đẹp thật không ta? Mấy heo nó nhìn cái mặt tôi giống con heo, nó mới khen tôi đẹp phải không? Cái gì vậy? Trời ơi, heo thì đáng sợ. Ông nhìn hai cái mắt của heo nó nhìn lé hai bên. Chặt chính giữa nữa, sao biết sao đẹp được? Bắt ghê luôn à. Vậy nó bởi vì nó lé cho nên thấy Sam đẹp. Ok. Rồi, à, ý ông là sao? Ý ông bảo là người ta nhìn lé, người ta thấy tôi đẹp, nhưng bây giờ nhìn thẳng tôi là xấu chứ?
cái gì? Trời ơi, có người gì đâu mà. Tôi có ý gì đâu. Đây, ổ bánh mì đầu tiên trong cái cua này. Trời ơi, tôi sẽ là người được ăn, tôi ăn thử cho mọi người xem nào. Đó mọi người, sao mấy bạn ăn nha? Cái gì vậy? Sao đánh tôi? Gì đưa không? Đưa bánh mì đây. Làm gì? Ông làm gì? Đưa bánh mì đây. Hứa trả nha, hứa cho mượn rồi, cho mượn rồi. Tôi đảm bảo rồi, tôi con heo ăn luôn. Rồi ông làm gì? Lấy ổ bánh mì nè. Rồi chọi mì ra, sau đó chọi trứng vô. Bụp. Đó, trứng mì ốp la. Trứng trời ơi, chưa chiên mà ăn sống vậy trời ơi. Thôi ăn được miếng. Ở bên Nhật Bản người ta ăn trứng sống được bình thường nha. Người ta ăn sống được, cho tôi gan được đâu. Tôi Việt Nam không phải Nhật Bản không. Ôi, cái con người gì đâu mệt quá à. Rồi bây giờ nè, cho miếng đất đi. Ui, trời ơi, bây giờ đầu tôi mọc cỏ rồi mọi người ơi, update nhiều quá. Trời ơi, thích quá. Mọc tóc rồi, mọc tóc đã dài quá rồi. Ê mà sao tóc tôi cộng xanh cộng ghê vậy? Trời ơi nó xanh lè lét như cái độc chuối vậy, ghê quá. Tóc này để tôi thưa bớt lại, tôi cắt tóc tôi bớt này đó. Ui, ôi tóc mọc hoa luôn, đẹp nha, mọc hoa nha. Ê mấy cái này tôi nhớ nha, mấy cái này là người mọc hoa đúng không? Có cái bệnh gì mà người mọc hoa mọc đồ đúng không? Trời trời, cái này là tôi bệnh đúng không? Tì, đúng rồi, bệnh dạ tử. Đúng rồi, bệnh này có biết không? Sao ghê quá. Tôi nghe nói bạn bị cái bệnh mà mọc ra có nhiều mọc bạn hoa tưởng tượng thôi. Bạn trên TikTok có nhiều bạn kêu bị mọc hoa trên người, bị bệnh mọc hoa trên người, cái kiểu nghe ghê lắm luôn. Bữa trước tôi lướt có bạn kêu bạn nó mọc nguyên trái sầu riêng ngay nách luôn, ghê lắm. Ôi trời ơi, tao nói mọc trái sầu riêng ngay nách là thôi rầm luôn á. Trời ơi, nghe buồn lắm không ơi. Bây giờ như ví dụ nó có bất thật nha, là cái nách mình nó thơm lừng lẫy mùi sầu riêng mà đúng còn... rồi thầy luôn á, thà nó mọc hoa ngay nách không nói, bạn này bị mọc nguyên trái sầu riêng ngay nách luôn, ghê mà. Cái bệnh gì mà hiểm nghèo với vậy mọi người ơi. Trời ơi trời, nhấn một like để giúp bạn ấy hết bị mọc nách, mọc sầu riêng ngay nách nha mọi người. Đừng quên nhấn like cho mọi người đó chưa. Đây rồi, từ eo cho tôi ít gỗ xin mời cho chị ít cái đất là chị xây nhà của em nhiều lên tí. Đúng rồi, xây nhà chị, xây cái đầu chị, xây cái nhà trên cái đầu chị em ơi. Đây bây giờ xây nè, tôi có 14 cột nè. Đây thêm đi để tôi xây nè. Ê cho cái cửa luôn đi. Đây tôi xây nhà nho nhỏ thôi, xây ngôi nhà nho nhỏ trên cái đầu của Sam. Mà ta nói xây cái nhà này hơi bị lú mọi người ơi, tại nhìn vào cái đầu tôi đang nhìn cái đầu của tôi ghê quá à. Đây nè, nhìn là nhìn bị lú á. Chị xây cái nhà coi em xây cái gì ta. À, cái cửa đồ, cái cửa kính đồ. Lỡ gì vậy? Ôi ơi, ông ác vậy thôi ông nội. Quỷ thần ơi. Đây con bò này xuống quay. Sammy dùng cái cửa Phong đẹp hơn Sammy, chứ cửa của Sim chế ra xấu quá. Cửa của Phong nhìn xì ra lắm. Thôi dùng cửa của em đi, cửa của em thoáng mát, nhìn gọi là view. Trời ơi bây giờ cửa mà có cửa dít cửa rác nữa hả, ghê dữ vậy. Thôi bây giờ tôi dùng cái cửa mạc kim cương ngay được, tôi đi tôi dùng. Tôi không có vậy. Đây rồi, xây cái đầu của tôi. Đó, trời ơi trời. Ai lên, ế hồi chiều trời nó không tối ta. Kỳ lạ thật sự, tôi đợi trời tôi. Ê thiếu cái. Thiếu cái mọi người cho cái. Đây cái. Còn không ba? Còn không? Không sao mình lắp cái len đỡ mọi người cho đẹp. Cần gì? Đây, đó đầy đủ. Úi giời ơi, ngôi nhà. Em nhìn trong này ám ảnh lắm mọi em. Bà thấy bà xây cái cửa nó có bị lệch quá không Sam? Tôi có xây cửa đâu, xin xây cửa mà. Không có xây gì đâu. Trời ơi, hàng gì? Simmy bị lé mất tiêu rồi hay sao á? Sao mà xây cái cửa bị lệch quá kìa trời. Trời ơi trời ơi, đâu? Đâu? Không phải. Không phải bị lên mà lên đâu mà sao nhà mà heo bò gà nó chui vô hả? Nhà tôi đẹp quá, sinh động có mấy con bò. Ê nó vô tham quan cái thủy cung của nó vậy. Trời ơi trời, em bán bò kìa ông kìa. Mấy con ra. Vô đi. Ê nó giành nhau nó vô kìa, nó giành nhau nó vô kìa Phong ơi. Thấy chưa? Trời ơi, nó cũng muốn được ở trong nhà đó. Giúp mấy con đó. Sau cái sự việc này mọi người biết sao không? Chứng tỏ là sao mọi người có sức hút từ rất là nhiều. Đó, sức hút rất nhiều, động vật cũng rất thích luôn mọi người ơi. Đó, bò gà heo quá trời thèm tôi luôn. Các bạn có thích tôi không? Các bạn nào có sức hút từ sao đừng quên comment dưới sao biết nha. Đó, đừng quên xem nha, rồi like nhẹ cho Sam nha. Có nhiều bạn xem clip mà không like cái là tôi buồn á. Đó, nhớ nha, Sam nhắc lại một lần nữa. Các bạn đừng quên là đến 20k like Sam sẽ xin tồn chiếc cái đầu của Phong. Cần nha mọi người, nhanh lên 20k like thì tôi còn xin tồn chiếc đầu ổng nữa. Tôi thích xin tồn cái đầu ổng lắm mọi người ơi. Trời ơi, không chờ đập đầu ổng. Đó. Rồi sao? Thấy Simmy, tôi mấy giờ thấy Simmy bạo hành con bò. Gì vậy ghê. Thấy bò nhan quá, tôi lỡ đánh vô cái đầu thôi mà, lỡ tương tác một lý nó thôi chứ có gì đâu đúng không? Đó, rồi bây giờ tôi đào thử quay. Đây tôi ngồi chừng eo chừng ông đào mà không có miếng đá luôn á Phong. Tôi muốn ăn cái thịt bò mà ông ngồi chừng làm được hả? Đây là đào thêm đi. Có miếng đá hả? Trời ơi. Tôi cũng đang muốn kiếm đá để làm món thịt bò nướng. Ôi, đây mấy trái táo mọi người ơi, có táo ăn mọi người ơi. Táo đây xong con ít táo cho mọi người ăn nè. Đây táo nè. Đây ít táo nè Phong ơi, ăn táo nè. Đây. Có đá hả? Đâu? Đây chung chết được. Đây. Ôi. Đâu mới đổi level mọi người ơi. Đây. Ok thì mình thấy thì mấy em chung quanh mấy chục bước rồi đi. Bây giờ mình đã có nhà rồi mọi người, có nhà, có hai cái cây, có ít luộc. Ủa cái gì vậy?
em sao cái ruộng tôi kỳ vậy? Ê, cái ruộng gì có ông cộng vậy? Ai chơi mất nhôm với ôi đáng sợ thật sự. Cần người lấy hết để làm bánh mì cho bạn thân mình đúng không hả? Đáng sợ thật sự. Bạn lấy nha, bạn lấy xong bạn đổi thừa mình đó bạn đúng rồi. Ôi bạn trời sắp tối mọi người ơi, trời sắp tối rồi, cụ lên. Ê mấy con cừu đâu, mình làm mấy cái giường chứ, lấy cái giường mọi người không có giường ngủ. Sinh tồn được 24 giờ nè. Chứ bây giờ sao ngủ trời. Đúng rồi. Đây cái gì mà trong này nó ở trong này luôn hả? Ê nó ở trong này thật luôn hả? Cái nhà tôi mà giờ nó ở luôn kìa. Bây giờ mình ra không, ê. Ừ, chúng ta có ba con cừu đủ để làm cho ba cái giường. Ok rồi, đây rồi. Sao ui nhanh lên Phong. Phong chỉ tập cái lò này tôi ăn thịt nè, tôi thèm thịt quá rồi. Ở dưới nè, dưới chân chị đâu nè. Ui, đây quần. Đâu? Cho xa thịt gà nè. Nè. Đây, ủa tôi ăn thịt bò mà không nở thịt gà tôi ăn chi vậy? Tôi thành thịt bò. Đây. Rồi xong. Rồi để tôi đào cho bọn nhà. Ê cho mấy cục đá cho tôi mượn đi, tôi làm mấy gì đó, cái điều đá tôi chơi, tôi chặt cho nè. Đá. Cái gì vậy? Rồi hay chưa? Hai con người này làm gì vậy? Trời ơi, sắp tổ rồi nè. Tôi tưởng là thằng chuyện thứ quan trọng đó. Là chị lụm, Chị bao nhiêu quanh xem vậy, xem làm gì không mà quanh xem vậy? Nói tôi nghe coi. Trời ơi. Gì vậy Phong? Gì vậy? Gì vậy? Giải thích tôi nghe coi, tự nhiên ông đánh xem gì vậy? Có thấy mấy ghét qua đánh được không? Trời ơi, ơi Phong giống như Ê Phong giống mấy mấy cái bạn thích thì quánh luôn, dễ sợ luôn á. Rồi em bây giờ có cừu không? Đặt đi. Ủa trời tối mọi người ơi. Trời ơi, tao nói đêm, trời bây đêm. Đêm ơi. Nè, sắt nè. Xuống nè. Đâu sắt đâu. Có sắt rồi nha. Tôi thật là không thấy. Đây. Làm kéo cắt lông cừu. Đúng rồi. Đây làm kéo nhanh. Bây giờ mình sẽ chơi sinh tồn đến 24 giờ đủ luôn nha mọi người nha. Không gian không chít luôn nha mọi người. Đây, rồi từ. Đây tôi lấy thêm cái, tôi lấy kéo cắt lông cừu. Rồi sau đó tôi sẽ làm ba cái giường xinh cho mình ngủ. Không biết là mình đang ngủ trong cái nhà này hay là để cái nhà cho mấy bò heo gà ở, tại vì nó hồi chứ nó trong đó nó dễ nó đá trong mọi người ơi. Hôi rình nào không dám ngủ luôn á. Đây. Rồi đây, bây giờ làm kéo cắt lông cừu nè. Đây, em mà kéo cắt lông cừu làm sao ta? Từ từ để tôi thử dùng cái IQ 5 cực coi. Từ từ. Phải nói gì đúng rồi trời. Đây, tôi nói vậy thôi thì tôi biết làm, tôi nói vậy thôi. Đó, chưa, tôi nói giả vờ thôi, tôi thử lòng mấy người thôi. Hóa ra mấy người cười mặt tôi, thật là đáng sợ hết chưa? Chị em anh em quá trời. Wow, con bò nấm. Cửa thức ăn mình. Rồi, để tôi cắt lông nè, tôi cắt lông cừu. Đây, rồi một em cừu. Đây, rồi. Tôi sẽ làm món súp bò nấm, sau đó tôi hai em cừu. Cái gì vậy? Ông gì vậy? Hai con người này thôi. Ê nha. Ê nha, tôi hình như tôi phát hiện ra chỉ được cái giường à. Thôi tôi ngủ nha, hai người nằm dưới đất nha mọi người. Đừng có quánh nhau đó. Trời ơi trời, quánh nhau hoài. Ê bây giờ, thiếu cừu xin mời. Ơ hai cừu, ôi cừu này đây, cừu. Ba cừu. Ơi. Gì vậy? Vậy ăn súp bò nắng này, đừng cho Sim ăn nha. Mệt quá. Thôi cho Sim đi ông ác vừa thôi, đây chị cho em nè Sim. Nè nè, ăn nha Sim. Đừng có quánh Sim nữa. Trời ơi, tôi Sim Sim kẹt kẹt. Trời ơi, cho Phong vô. Đây để tôi. Đó, để chị em. Để chị. Sao? Phải tiêu gì con gật trẻ trâu đó. Đó. Rồi ok, rồi chăm sóc nè, ăn nè. Mệt quá. Ok rồi. Ê hai cái len nè, thiếu là tầm 6 cái len nữa. À hai là 4. Ờ 4 cái len nữa, thiếu hai cừu nữa trời. Còn ai có cừu không? Phong ơi. Ở trao quá ai ta. Trong nào hết rồi, đâu mà từ chị xem coi. À, còn Phong cận sau này hả? Không cần làm gì vậy? Ủa làm gì vậy? Thôi nha, không quánh nhau nha. Trời ơi. Cái gì vậy? Thôi lụm đồ, người ta rớt thì mình lụm đồ. Chắc là Simi nè. Mọi người có giữ thức ăn riêng kìa mọi người. Cái gì đâu, thức ăn riêng đâu. Không cần có giữ thức ăn riêng nha, em thấy được rồi. Đây, đừng có quánh nhau nữa. Trời ơi, đừng xin, đừng cãi nhau, xin đừng làm gì hết. Trời ơi, nguyên một đêm rồi mọi người đi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi. Đây, một cái giường nè. Rồi, còn cừu em tôi ngủ. Đây, ngủ tại vì mọi người. Em sao? Kìa mọi người. Buồn ngủ quá, tôi ngủ. Ê Phong ơi, xong đứng người tôi gì vậy? Trời ơi, không ngủ được, phải ngủ ké Phong. Nằm ngủ ké đi, nằm ngủ xíu đi. Đó, đây. Rồi, ngủ miếng. Đó, ngủ lấy hơi mọi người. Rồi, ngủ lấy hơi thôi. Đó, xin ngủ miếng đi. Ngủ xin. Đây, ngủ xin vía. Cho xin ngủ đi, ông keo kiệt quá. Cho xin ngủ á. Rồi. Đó, rồi. Ok mọi người ơi. Ok mọi người ơi, thì mình nghĩ là video sinh tồn trên đầu của Sammy một ngày là xong rồi mọi người. Tại vì 24 giờ rồi, với lại là tiếc quá. Trời okay. Đất ơi, tao lấy tim rớt xuống kia kìa. Tôi con nói rồi, nhân khổ ghê luôn á. Không có tin ông. Đố là tiền thôi. Ông có tin là lần mà sinh tồn cái đầu ông là Simi thành ông sắp mặt không? Ông tin hả? Đây tôi là cái đầu của tôi nha. Tôi đốt chuỗi cái tóc ông.
đây chào nè, đứng đây chào chung nè, đừng có quánh nhau nè, hai người quánh là tôi quánh hai người đó nha. Hòa bình nha, bắt tay hòa bình, bắt tay coi. Giận nhau không có giận nhau nữa, bắt tay hòa bình coi. Muốn gì? Bắt tay. Bắt tay hòa bình. Rồi, bắt tay. Bắt tay như mày đấm nhau. Mệt rồi rồi. Ok, đứng lại chào mấy bạn fan nè. Khổ quá trời luôn nè. Ăn miếng súp đây mọi người ơi. Trời ơi, hai cái con người này quá mệt mỏi luôn à. Đây rồi. Ok mọi người, thì tụi mình đã sinh tuần xong 24 giờ đúng từ sáng tới nha mọi người ơi. Thì các bạn đừng quên nha, Sam lại nhắc lại một lần nữa, lỡ các bạn lại quên, là 20k like Sam sẽ sinh tồn trên cái đầu của Phong Cận. Đó các bạn đừng quên giúp Sam lên 20k like nha, tại vì Sam rất thích sinh tồn trên cái đầu của Phong Cận. Có ai thích đâu đừng quên comment phía dưới nha. Thì ok, cảm ơn người đã share hết link này. Nếu thích video này, cứ cho Sam một like, share comment, đừng quên subscribe Sam và tất cả thành viên trong thêm tin tình nha. Hãy like mình lên. Đó, và nếu các bạn thương Sam hơn nữa thì đừng quên xem video còn có giúp Sam từ 5 đến 10 giây tôi giúp Sam có số tiền nha. Trời ơi, thề tôi muốn giết ông này ghê luôn. Vô duyên của tôi đang kêu gọi bằng fan, tự nhiên nói không like là sao vậy? Đó, thì ok, đừng quên xem video quảng cáo để Sam có ít tiền mua mì tôm ăn qua ngày nha mọi người ơi. Mì tôm nè các bạn, đừng quên xem quảng cáo là Sam sẽ có mì tôm ăn nha. Thì ok, tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye 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 bye. Yêu bạn.